Hello anh em, hôm nay mình giao su đầu dế cho anh khách từ dưới Vũng Tàu chạy lên luôn nha anh em. Từ dưới Vũng Tàu chạy lên để mua xe. Rất là đẹp. Đây nha, anh rất là gần. Lưu clip lại kỷ niệm được không anh? Lưu lại clip kỷ niệm nha. Anh rất là gần nha, anh chơi này luôn. Anh có tính lên con nào nữa không? Chưa biết hả? Này là thấy tốc độ của nó là dữ rồi. Con này em kéo thử rồi nha, lên 130 mấy 140 luôn á. Dạ, hết chưa? Chưa hết á. Lên cũng phải 140 mấy á. Bữa em có kéo thử mà xe khác chứ không phải xe này. Này thì ABS 2 kênh nha, xe siêu cộp nha anh em. Anh em biết định nghĩa xe cộp là sao không? Xe cộp á có nghĩa là so với xe mới á là nó 99-98%. Có nghĩa là chiếc xe này là gọi là cộp là sao? Xe nó quá mới, xe mới đi 2000 mấy cây. Hôm nay giờ sẵn giải thích anh em xe cộp luôn. Và xe á, hầu như không có một cái vết chày xước nào anh em ha. Giống như xe mới vậy đó. Nó không có một vết chày xước nào. Hoặc là nó xước nhẹ thì gọi là xe cộp nha anh em. Đó. Thì mình gọi là xe cộp thì con này đã dán đề canh trong cho nên nó không có chày thôi nha anh em. Đó. Đó là gọi là xe cộp, cái ngôn ngữ mà anh em hay nói. Thì đó là cộp. Nhìn đi à, như cái này nó xước xíu cho mình dắt xe ha anh em ha à. Rồi sơn này thấy anh em, đó là gọi là xe cộp đó. Anh thấy không, không một vết chày luôn anh em thấy chưa à. Dàn sơn zin đó à, đây nó nè, quay cho anh em xem đó. Đó là xe cộp anh em hay gọi á, chứ không phải là cộp là gắn đồ chơi nhiều gọi là cộp nha anh em. Nhìn nó keng á, keng cộp á, đó, anh thấy không? Rất là mới. Ảnh từ Vũng Tàu á lên mua là biết ảnh chơi xe như thế nào rồi. Tôi nó đang bị ABS được mà còn cái hàng thuộc nó dở vậy đó nha. Đó rất là đẹp ha. Anh đứng anh ngắm xe, đó. Đó, anh lên anh lúc chút nữa anh phượt về luôn. À, quá dữ. Anh năm nay nhiêu rồi? 53. Xe 53. Anh 53. Em đâu có biết, em đăng đại mà. Ngày 23 ghê. À, ghê. Em đăng đại thôi chứ. Ừ, sao lại trùng hợp ha? Đúng rồi. Mình không nghĩ tới điều đó. Rất là đẹp. Xe này thì mai mình giao hết rồi xe rồi đó, giao rồi. Còn nhất một em 220 R15 V3 2020. Con này lên chống đổ không được anh ơi, lên chống đổ là phải đục vàng áo móc zin, cho nên người ta không lên chống đổ là gì á. Chống đổ là mình phải khoan cái chỗ này nè, rồi bắt cái bát bự ở trong đây, nói chung nó tốn công mà nó móc zin nữa, nên nói chung là mình đi mà đừng có để đổ. Đi rồi mới để đổ. Dạ. Không, cái này zin nè, cái này lắp thêm nè ha, bảo vệ các nước là lắp thêm vô cho nó khỏi văng xin. Với là 15 mà đâu có đứa này đâu, ngày 2 á, xu nó là được nè. Đó anh em thấy không, nhìn rất là đã luôn. 2000 mấy cây thì nó phải mới như vậy đó, như xe mới không khác gì hết á anh em. ABS thì đi nó an toàn hơn nha, ốc nè, ốc là thấy không, còn chấm siêu rồi, thấy không. Đó, anh em thấy chưa, chưa chóc cái lớp xi luôn ha. Ốc này thì hãng ra thì nó xi cho nó sáng lên, mình chạy thời gian ở tối lại rất là đẹp. Rồi ngồi ngắm xe, ngồi nghỉ ngơi đi anh, nghỉ ngơi rồi lát giờ nào cũng được, giờ nào cũng chạy về. Rồi suy nghĩ qua Tết rồi ghé em mà ký giấy gì đó, muốn rút hồ sơ thì rút, còn muốn ủy quyền thì ủy quyền nha, bên em hỗ trợ hết cái phần đó. Thì tùy anh thôi à, ví dụ xe anh mua thì anh quyết định, ví dụ anh rút hồ sơ thì bên em vẫn làm cho anh, thì vẫn nhiêu đó tiền, nhưng mà bị cái sau này anh bán á, thì nó khó khăn hơn cho anh, ví dụ sau này anh muốn bán thì nó khó hơn. Còn anh ký ủy quyền bên em vẫn hỗ trợ, nói chung là em tư vấn hết cho anh em khách bên mình để có quyền lợi hơn thôi. À, tùy anh thích sao thì em lo cái phần đó. Có gì hết. À, mình cũng đang dọn nhà ăn Tết nè anh em thấy không?
đang dọn nhà ăn Tết luôn á. Tết đến xuân về rồi. Đang dọn lại cái chỗ này nè, vệ sinh cho sạch sẽ. Mới hỉ bám ok đúng không anh? Mới thì bám ok, mình chạy thời gian thì sẽ hết gai, bớt bám. Mới thì xe nào mới thì chạy vẫn ngon. Con này như mới rồi. Keo về mình khỏi cần dán nữa ha. Người ta dán keo hết trơn. Coi cái clip của ai anh biết không? Ai? Thằng Phương Sàm mà nó đi mấy cái tour bà mẹ nó đi cái chiếc này nó chạy thì thôi. Chạy thôi rồi. Phương Sàm nó xài chiếc này rồi. Nhưng mà con này mình mới lên thì nó hơi mỏi. Đi từ từ nó. Rồi, cảm ơn anh em đã ủng hộ trong một năm qua ha. Sang năm là anh em mình sẽ chơi lớn hơn nữa nha anh em. Sang năm mình sẽ chơi lớn hơn nữa. Hết xe rồi.